trời ngày 29 Tết. Hôm nay 29 vắng mà, đúng không? Đó. Nay họ về quê rồi. Nay chỉ còn ta với ta thôi. Nay 29 vắng nha cả nhà. Chắc là cái cây kia nó có vấn đề, đúng không? Ở trên nó có ba cây, cây này gọi là cây gì đây? Cây bông gòn, cây gì á? Mà nó cao tới ớt luôn. Đâu, chưa cắt nhánh rồi à? Đâu cắt? Cắt rồi. Đâu còn? Bên kia kìa, chặt rồi. Chặt rồi. Đây này, chỗ này này, chỗ này này, hả? Chỗ đó đó. Nay thì vắng rồi. Đường này giờ chắc thôi khỏi đi luôn ha. Đúng không? Đường đấy thì thôi rồi. Bây giờ là họ đi chơi nè, giờ là ví dụ như bông hoa nó rẻ rồi họ mua nè, đúng không? Ngày mai giờ này là coi như xong rồi đó anh ha, à, đúng không? Xong rồi đó. Ngày mai là hết Tết rồi đó, mùng một chỉ đi đến chúc nhau xong chứ không còn gì đâu, đúng không? Đúng không? Vui là vui ngày mai á, ngày nay này không vui là từ ngày 25 đổ lên, hiểu không? Đúng không? 25 độ lên là nó áo ớt. 25. Cái đỉnh của mưa nó xoay ra đẹp quá. Đỉnh lắm. Con nhận thấy là nó xoay đẹp quá ha. Đúng không? Bây giờ thành ra cái nhà, cái đường này nó rất là đẹp. Đúng chứ, cái đường cái gớm không? Đúng không? Giờ đường này đẹp. Đường này giờ buôn bán là à, bán nhà có giá, đúng không? Tại cái con đường nó đẹp á. Ví dụ như hồi trước là trị giá khoảng 1 tỷ thì giờ nó phải lên hơn, đúng không? Đúng. Từ cái mặt tiền này, mặt tiền buôn bán được, anh hiểu không? Đúng. Hồi trước mặt tiền một bát bán cái chỗ đường lục trà lục trọc bà. Đường quá đẹp. Quay lại cho khán giả xem 29 Tết như thế nào. Rồi 29 Tết đó cả nhà ơi, còn có một ngày nữa thôi, trời ơi, còn có một ngày nữa thôi cả nhà ơi, một ngày nữa là rồi, là chúng ta bước qua một tuổi nữa. Trời ơi, chùa đẹp quá, anh đứng lại cho em quay.